Xin chào các bạn. Như chúng ta đã biết, ngành y là một ngành được xã hội quan tâm, một ngành chăm sóc sức khỏe, đem lại sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho người dân. Căn cứ Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo nghị quyết số 51/2001/QH10. Quốc hội đã ban hành luật khám chữa bệnh với mục đích để người cán bộ y tế và khách hàng, hay còn gọi là bệnh nhân, đều có các khung pháp lý điều chỉnh các hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. Và hôm nay, cô xin giới thiệu với các bạn bài luật khám chữa bệnh. Bài này thực hiện các mục tiêu sau. 1. Tổng hợp được các quy định chung của pháp luật khám chữa bệnh để thiết lập được môi trường làm việc an toàn. 2. Phân tích được quyền và nghĩa vụ của người bệnh được ghi trong luật khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. 3. Áp dụng được các nguyên tắc được ghi trong luật khám bệnh, chữa bệnh để điều chỉnh các hành vi cho phù hợp với pháp luật hiện hành. 4. Quan tâm thực hiện các quy định của luật khám chữa bệnh khi thực hiện nhiệm vụ của người điều dưỡng viên tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng dân cư. 5. Rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, tra cứu tài liệu, khả năng thuyết trình để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp. Để thực hiện những mục tiêu trên thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu phần nội dung. Phần 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật khám chữa bệnh này điều chỉnh những nội dung gì sau đây? Thứ nhất, 1. Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. Áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh. Sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh. Điều kiện đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh. Phần 2 trong luật này giải thích từ ngữ. Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị cho phù hợp đã được công nhận. 2. Chữa bệnh là việc sử dụng phương pháp chuyên môn, kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh. 3. Người bệnh là người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 4. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của luật này. Sau đây gọi chung là chứng chỉ hành nghề. 5. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của luật này. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh. 7. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở cố định hoặc lưu động đã được cấp giấy hoạt động và được cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 8. Nương y là người có hiểu biết về lý luận y dược học cổ truyền, có kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y dược cổ truyền, có dùng thuốc hoặc không dùng thuốc được Bộ Y tế, cơ sở y tế công nhận sau khi có ý kiến của Hội đồng Đông y Trung ương hoặc Hội đồng Đông y cấp tỉnh. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền là người sở hữu bài thuốc hoặc phương thuốc chữa bệnh theo kinh nghiệm lâu đời trong dòng tộc, gia đình truyền lại, điều trị có hiệu quả đối với một hoặc vài bệnh được Sở Y tế công nhận sau khi có ý kiến của Hội đồng Y khoa cấp tỉnh. Mười. Cập nhật kiến thức y khoa liên tục là việc người hành nghề tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, hội nghị, hội thảo về y khoa thuộc lĩnh vực
hành nghề theo chương trình do Bộ Y tế phê duyệt hoặc công nhận và được cấp giấy chứng nhận theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 11. Người không có người nhận là người bệnh đang ở trong tình trạng cấp cứu, bị bệnh tâm thần hoặc bị bỏ rơi, bao gồm cả trẻ sơ sinh bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy tờ, không xác định được địa chỉ cư trú. 12. Hội chẩn là hình thức thảo luận giữa những người hành nghề về tình trạng của người bệnh để chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp kịp thời. 13. Tai biến trong khám bệnh chữa bệnh là hậu quả gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh hoặc dù do ra ngoài ý muốn trong khám bệnh chữa bệnh, mặc dù người hành nghề đã tuân thủ theo đúng quy định của chuyên môn kỹ thuật. Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, không phân biệt đối xử với người bệnh, đó là một trong những nguyên tắc trong hành nghề khám chữa bệnh. Chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung thứ 3, nguyên tắc trong hành nghề khám chữa bệnh. Nội dung cho tiếp theo trong nguyên tắc trong hành nghề khám chữa bệnh đó là phải tôn trọng quyền của người bệnh, giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 8 hay khoản 1 điều 11, khoản 4 điều 59 của luật này. Kịp thời và tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật. Ưu tiên khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu trẻ dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai. Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề. Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ. 4. Chính sách của nhà nước về khám chữa bệnh. 1. Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh chữa bệnh cơ bản của nhân dân. Quan tâm dành ngân sách cho việc chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với những người hành nghề tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong khám bệnh và chữa bệnh. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong khám bệnh chữa bệnh. Trách nhiệm của quản lý nhà nước về việc khám chữa bệnh. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. Thứ nhất, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về khám bệnh chữa bệnh, chiến lược phát triển, quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh, chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, chiến lược phát triển quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh, quản lý hệ thống việc cấp lại thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về người hành nghề và cơ sở khám chữa bệnh, thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, tổ chức đào tạo liên tục bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, hướng dẫn việc luân phiên người hành nghề nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong khám bệnh chữa bệnh, thực hiện hợp tác quốc tế về khám bệnh chữa bệnh, thừa nhận chứng chỉ hành nghề giữa các nước, hướng dẫn khám bệnh chữa bệnh nhân đạo, hợp tác chuyên gia, chuyển giao công nghệ và phương pháp chữa bệnh mới. Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tổ chức thực hiện hướng dẫn việc khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của luật này.
và phù hợp với các điều kiện thực tế của quân đội. Các bộ, các cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi địa phương. 6. Các hành vi bị cấm. Thứ nhất, từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh. 2. Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động đang trong thời kỳ bị đình chỉ hoạt động. 3. Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động trừ trường hợp cấp cứu. 4. Thuê mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động. 5. Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức trừ bác sĩ đông y, y sĩ đông y, nương y và người có bài thuốc gia truyền. 6. Áp dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành trong khám bệnh, chữa bệnh. 7. Quảng cáo không đúng với khả năng trình độ chuyên môn hoặc quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, lợi dụng kiến thức y học cổ truyền hoặc kiến thức y khoa khác để quảng cáo gian dối về phương pháp chữa bệnh, thuốc chữa bệnh. 8. Sử dụng hình thức mê tín trong khám bệnh, chữa bệnh. 9. Người hành nghề sử dụng bia rượu, thuốc lá hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở khi khám bệnh, chữa bệnh. Vi phạm 10. Vi phạm quyền của người bệnh. Không tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khám bệnh, chữa bệnh. Lợi dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự nhân phẩm thân thể người bệnh. Tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh. 11. Gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự nhân phẩm của người hành nghề. 12. Ngăn cản người bệnh thuộc diện khám bệnh, chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện chữa bệnh bắt buộc đối với những người không thuộc diện chữa bệnh bắt buộc. 13. Cán bộ, công chức, viên chức, y tế tham gia hoặc tham gia quản lý điều hành bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của nhà nước. 14. Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh. Bảy. Các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: bệnh viện, cơ sở giám định y khoa, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa bác sĩ gia đình, phòng chuẩn trị y học cổ truyền, cơ sở chẩn đoán, cơ sở dịch vụ y tế, trạm y tế xã tương đương, các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 điều này và các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội. 8. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 1. Có quyền quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do nhà nước thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoặc cấp giấy đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, có giấy phép hoạt động do Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp. 3. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động. 9. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh theo quy định của luật này, được từ chối khám chữa bệnh nếu trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động
nhưng phải giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác để giải quyết. Được thu các khoản chi phí khám chữa bệnh theo quy định của luật. Được hưởng chế độ ưu đãi khi thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh theo quy định của luật pháp. 10. Trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh. Tổ chức việc cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh. Thực hiện quy định về chuyên môn, kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công khai thời gian làm việc, niêm yết giá cả dịch vụ và thu theo đúng giá đã niêm yết. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh hoặc người hành nghề là người nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Người trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề được quy định tại luật này, đảm bảo các điều kiện cần thiết để người hành nghề được thực hiện khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn được phép. Chấp hành quyết định huy động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm. Trường hợp dừng hoạt động, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm chuyển người bệnh, hồ sơ bệnh án đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh phù hợp với quyết toán chi phí khám bệnh chữa bệnh đó với người bệnh. Bài đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các em.